được rồi. Nhìn góc này nó vừa nó vừa chim lùng hay gì á. Chào cả nhà mình nhé. Chào cả nhà. Tát nước trên này nữa nha. Dạ bắt, dạ bắt. Thôi đừng bơi con để tát nước con. Chào cả nhà mình nha. Thì anh em mình dẫn em bắt theo qua khu cái con gì mà dưới thằng ngon hả ta? Cái đau mình đâu rồi? Nè. Bên em mình dẫn bắp qua khu vườn khu đất bên khu xả nước đó nha. Đó. Nước lên đồng rồi. Đính ngợp rồi. Đó. Cái này cây chó cho mình kìa. Quá hay. Quá hay bắp. Em khẩu dương bắp. Ồ chỗ bự. Dính dính răng, dính răng hay vậy? Sống nhăn. Chụp hay quá mà không khỏi thôi, không khỏi bắp nổi. À được rồi, con đi. Hiểu rồi. Để anh em đi dài dài vô phía trong kia có cái dung sen ở trong á, mình theo bờ sen mình bắt chuột. Mình bắt con chuột nó béo. Mới đi ra đây bắt được con. Mới đi ra đây bắt xíu mưa quá trời mưa ở nhà. Giờ chạy về bơm nước mà được Phước ơi, cái hướng bên mình dưới lớn mưa lớn bên đó luôn rồi. Giờ quay máy về vậy về nhà quay máy bơm nước ra đi cái tạnh mưa các anh em mình về trong nhà ha. À, về thôi cả nhà ơi, bắp bắp thôi con. Để bắp gì trước để đồ đây cho đi, còn nó tôi hãy gì sao? Chạy trước máy lên. Ờ đây chạy trước với anh Hải. Ôm thuốc. Dịch nè. Ê! Ê! Dạ dạ dạ. Bắt nó xuống ơi, Phương ơi. Trời ơi, nó chạy nó ổ bành kilo, tôi vô nó dắt xuống liền. Quán kia đi, quán kia đi, đứng đây. Trong đó, ở trong đó, ở ngay nè. Gì? Rồi. Ta giữ lại coi, ta giữ lại. Vậy tôi chạy luôn, rồi lên cái gáo ngồi mẹo nè. Ngồi cả nhà. Dạ. Đúng rồi, thuốc. Thấy hàng thuốc. Dạ, thuốc. Dưới này, dưới đó, nó. Nó, ngay tay luôn, ngay tay luôn. Ngay tay luôn, đó. Kiếm không hết. Ồ, nghèo không nữa. Quả hay anh Phước ơi. Chú tới chú lui hồi lên cây gáo nằm. Phải ba. Cuối cùng cũng bắt dính nè. Rồi, bằng kia cả nhà. Xong nữa cả nhà. Mưa quá trời mưa.
chưa đi thủ hả? Đậu lên cho mới có một qua vậy á. Ừ. Kìa. Từ, đừng lao quá, lao quá bóp lặn theo đường nước rồi. Từ nó nổi lá mà xem. Con nó cả nhà. Ồ, dài dừa dái. Ngập nước cái đầu nó rút lên mấy cái gốc cây gò rồi nè, nó hở nè. Còn nó không bắp. Dái chắc còn một quá. Đâu cát nữa thử anh này. Hồi nãy hết anh hai ơi. Vừa quay vừa chụp, vừa chụp luôn đấy. Đó, chụp lấy đấy. Đó, chụp ra. Anh chụp đi. Ngon được chụp đi, nhảy. Chụp đi nhé. Chụp được không nè. Chưa. Hậu hương dưới, hậu hương dưới. Làng bắp. Bắp rồi, chụp không tới. Lặn rồi. Ơi. Chẳng viên đường nước á nữa. Chạy em nằm thì dính rồi. Vậy. Ta cho không tới. Ở đây đây, chú cho mày chạy ra hả? Ừ. Còn con nào nữa không? Ờ, được. Ngập vườn dân nha. Bơm nước ra bơm không kịp. Chắc hết rồi quá. Con hả? Con hả? Hết rồi quá. Wow. Thằng nào nấy to to mà. Bên bên hang bắp bên có ngách không trời? Rắn gì rắn hả? Này còn mưa này mà có dính đường rắn làm cái lẩu. Làm cái lẩu chắc ấm lòng dữ à. Dạ, đó, bên trong này. Đi chứ. Đi. Phước gì được chắn không ngựa cả ký anh Hải, anh Phước. Làm cái lẩu cho ấm lòng ơi. Lên gì đó anh Phước. Tay á, chạy vô không đó. Dạ. Yeah. Như ngoài đi cho cậu anh. Tôi gọi, tôi gọi vậy đó. Tôi gọi đó. Nghe bắt luôn chạy thôi. Con chụp đó. Kia chứ. Con đang bắt luôn đó. Cái lưng cái đội. Chó nó không bư kìa. Chăng cái đội của con nó không, nó nghe coi chừng cái đội nữa đó. Nó ngã mình không kịp. Bắp bắp qua này nè con.
đây nè, dính rồi nè, dính rồi nè, dính rồi, 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 dính đổ lên mà mớm ngã mình cũng kẹp không thấy. Hốt chứ mà không thấy sao hốt. Kì 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 mập lên bờ mập. Kì kì còn có cái đuôi mới đây nè. Không có nó chung tay. Ở ngồi dưới này. Qua đây nè nước, qua đây nè nước, nó còn nằm trong cung này nè. Mới giúp cái đuôi vô đó. Giúp vô cái cục rồi đó, anh Phước, thủ của anh Phước. Đó. Giúp xuống dưới đó đó. Nhập còn có đủ có chút xíu à. Xuống dưới rộng quá nhanh lắm quá. Mới giúp bẹt quá. Hay lắm, vừa mới qua chụp. Đẩy xuống lại đây này. Uống cho. Đi bác bà tới bác bà. Quá xa cục đế này luôn. Ê anh mất nó thu thu chuột mất rồi. Thu mát. Từ từ hả? Từ từ để anh mất ngồi xuống hả? Đó đó, tự chạy hai ba con luôn. Chuột là anh thuốc. Ở đây anh thuốc ơi, giữ lắm chuột đây anh thuốc ơi. Đó không bắp vườn từ từ lại anh đó. Vô hang hay gì đứng gì luôn rồi nè. Nó mò chấm xì à. Tiêu ngoài đó. Mới đó. Con hang hồi nãy. Đấy. Trời ơi, ốc nàng xả ốc dưới đường nhưng chưa không chạm luôn hả? Thôi đừng đụng, không chạm, không chạm nó đụng nó sạch xuống cái quang đó. Rồi cà na trái khủng khiếp đi, hết sức cà na xin trái à. Ừ, chua ném cà na kìa, hết biết trái không. Vụ rồi, nước rồi, nước nổ cái rồi. Cho bắt lên hả? Thôi thôi. Đụng ghế sập cái sàn à. Còn dưới đây. Dậy đi bắt, dậy đi bắt, dậy đi cho nhìn chứ. Ngắt nó dưới á. Thu thủ đó nghe. Thu ở đây không thu không được. Nên nhét lại đây. Này còn cái nước rồi. Rồi như luôn đấy. Thì lóc hàng bự. Cống đó. Cống. Về đảo này đưa đây. Này xét bên đi, bơm thuốc nè. Đấy. Đảo thủ anh Phước ơi, mương lục bình đó. Không chịu. Rốc nghe nó bự. Cống, cống nó cơm nữa. Cống, cống. Cống là cống giấy bự lắm, ở bà. Nước không à. Nước diện đi vô mà nước vậy? Nước đục ngầu à. Ừ. Tách đội nha.
Đi đâu trong trận. Đi đào bên bên mớp cả. Dùng dinh nước quá. Mắt bự dùng dinh nước bên đây luôn á. Đục lên lắm hớp, đục lên mớp. Nó luôn đầu này. Đó. Cơm. Cơm bắt luôn. Cơm phô mắc nước vô chạy em mất. Bắt nước hay gì? Đi vừa không à? Tát gạo nước là chạy chạy sao bên nãy đó ngày đó. Đó. Trời. Nhỏ rồi. Nhỏ. Dạ. Dạ. Có tiếng mà chuyện em lại đi vòng ngoài. Thử chạy lên này rồi giúp con. Trời ơi. Nhảy đâu trên hả? Ở đâu chứ à? Vô mặt rồi. Biết đâu à? Hả? Chứ vô mặt anh ơi. Ở đâu mà lên hả? Ở đâu trong đó chứ đâu? Trong đó không phải. Đâu vậy? Chạy chứ đâu? Tặng mương Lục Bình rồi, khó bắt lắm. Đâu? Xuống mương Lục Bình rồi. Hai bên này bắt kiểu gì? Một xíu à? À đây. Vô nãy anh dịch rồi nè. Rồi trời. Mương vô mặt. Bắp rồi bắp. Thôi đừng có mương nữa con, để tắt nước. Thôi phước lại hả? Trời ơi, trời, mặt hoa. Không thì em không ốp rồi, sao không? Cái ấy không ốc không nè, ốc không à. Lụm mấy con ốc, lụm mấy con ốc thả ra ngoài để chụp đó. Móc ra đi, nha. Ủa nè, kẻ thằng đó đó. Tắt đèn, tắt trên này nè. Trên đây nè. Nước không giúp được đây. Bự đây không? Bự không có. Mới bự bít hàng lại hay gì? Đây nè. Ừ. Nói ra cơ bắp, nói ra con. Dạ con. Dạ. Yeah. Bắp. Đó, ngay chỗ này phô bình à. Nó lóc lác đó. Phô bình à, anh hái. Anh hái. Mập. Chết rồi. Đừng xíu đình thước thế nữa rồi. Có rồi, dậm tao đánh chạy bự dễ vậy. Ngồi chuột bự. Nó chen ngược cái lại. Rồi giọng đó, nó đây. Giọng phía ngoài. Đi vô nhà ngoài. Đi theo bờ này dễ ăn nè coi. Hàng nào không có nữa. Không có. Ủa lấy. Bắt lại ra, bắt được mấy. Ở đâu mà chạy ra trời?
Đội đội ra. Đừng la lan bắp như vậy thôi. Quay lên khuất khuất khuất. Quay luôn này kìa. Khuất chiếc này này nè. Nó đội đó. Tè tè vô anh khuất. Thấy không? Thấy không? Dọc lên bờ nổi lên lội á. Chứ không phải lặn ngoài cỏ lội vô á. Còn ngoài cỏ nè. Còn ngoài cỏ á. Còn ngoài cục cỏ. Ừ. Còn cục cỏ đó đó. Hàng đó. Hàng đó đang bự đó. Hấp nói ra đi con. Để anh Phước chụp được rồi. Coi đằng anh có ngách hồn nữa hả? Chưa có phục hang, chưa có nước. Nó ra bóp. Không giúp hả? Có nước, mà nước rồi đó. Nói ra con. Lặn rồi, nó chạy hang đằng này. Lứa. Nó chạy hang đằng này ta. Chạy đâu rồi, con gì đó. Lứa con ngon không à? Để clip bên đây anh bóp, để clip bên đây chạy băng hẳn bên luôn đó. Đừng nhào cho nữa. Bỏ đúng rồi, bắt này nè. Hả? Sao cái hang nó ăn? Kìa, để vô đường nước. Đó. Con đéo mẹ quá. Ừ, con mẹ đó. Mẹ chạy nãy giờ đó quá. Lòn đâu đằng hang này nè mấy kìa. Chạy đâu đây, ra đằng đâu này nè. Còn hang nó cục ra đây nè. Thôi đi Phước ơi. Đằng anh đến Phước ơi. Đâu rồi? Qua chưa? Ai biết đâu ạ? Nói sao ơi. Ôi dịch ra nó bò rồi. Dịch nó đi trở lại đó. Chỗ đống gạch này ơi. Lôi gạch, lôi
Chiên. Lên bờ đó hả? Rồi rồi. Sao ông bắp nó hử trên này không ta? Để nó lên đó. Lắp chuột bự. Không ấy. Bắp 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 bắp. Trên này đó. Trên này đó. Lên trên đó, phước lên trên. Trên dây ngang đó, phước lên trên đó. Thôi quá chừng quay xuống là bụng miếng lại nữa đó. Nó mối hả? Chuột bự lắm, mối gì? Mối. Mới chạy qua nó mối rồi. Chuột có trống không? Chuột bự chuột bự chuột. Không có. Mới nó lên chân đầu rồi. Thôi có hàng không? Có hàng vô hàng. Lúa lúa nguyên bị lúa luôn, chạy ra lúa, chạy ra nữa kìa. Rồi, chút bò ra đắng rồi. Lúa vừa ăn lắm á. Con ngách này nhét nhét lòng. Cẩu ở đây luôn hả? Dăng dăng nước. Đây bên đây nè. Đó lắc này đó. Anh em dán bắt đống này nữa coi mưa ở ngoài kia chưa vô tới. Đỡ mới đóng chợ cây nè. Có mắc đuôi kìa quay. Tới luôn anh em ơi. Dí chơi qua xem đi. Tuột xuống mương nó đi, hồi nữa mình thấy ngược lại lên mất. Tuột xuống mương đi, cho nó chạy qua bên sen này nước mình dễ bắt nè.
Tới luôn rồi anh em ơi. Bắp da kìa. Đèn bắp. Chưa qua, chưa qua, chưa qua. Mới tôi dưới này. Hé là sen đẩy lên. Cục dưới lắm bự. Anh bưng xuống dưới này đi cho nó chạy lên trên đó luôn đó. Anh Hải ngồi thủ ra bên đó đi, anh Hải em bên đây cho. Còn trong đó đó nha. Đâu ta? Rồi xuống hang rồi. Nè chụp nè. Kiếm một cái ngách nằm đâu mới được. Ủa cái thao bên đâu? Ờ nè quá. Ủa tán đi, tán đi ra hả? Tôi lát cho ông cặp chắc. Ủa nè, tôi lát. Ủa cái hàng nó về hướng nào á? Tao không biết qua đây thử, tán là đang thủ trực này. Đấy rồi. Đấy rồi đi bắp. Dạ cái bắp. Đi bắp kiếm dạy con nữa rồi con. Kiếm dạy con nó kết thúc clip nè. Đúng nè. Còn nó tắt nhẹ chưa? Đó, đó. Chạy xuống. Đó, chạy đi. Đập cái lô đèn đó. Còn nó hay gì kìa. Dở dộn quá. Rồi bác nữa còn đâu. Con sao? Đụng đâu á. Trước này có nữa nè. Hết rồi. Rồi, thấy lại anh em ơi. Thấy lại. Bắn được tự nhé. Tới nữa rồi, mưa nữa rồi. Sớm giờ mưa mấy cây rồi. Cái đào không kịp, thằng này có mấy anh. Tới thì trắng rừng kìa. Thôi giờ anh em xin bye bye cả nhà mình nha. Nói trời mưa cả nhà. Chuột lăng. Chuột bự. Bắp dính hay gì kìa. Come on.
mé hả, tăng mé nè. Đi nào nãy? Đi rồi. Đi chú có lên bờ. Ừ. Còn trong đó đó. Lên bờ chưa? Mưa quá rồi cả nhà. Thôi mình xin thúc clip ở đây nha. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.